hai nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc, đã có cuộc hội đàm về nhiều vấn đề song phương lẫn quốc tế nhằm ổn định quan hệ và tránh hiểu lầm. Cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị diễn ra vào ngày 26 tháng 10 tại Washington DC, Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng cho biết, đây là cơ hội để Mỹ thảo luận về những lo ngại liên quan Biển Đông, nỗ lực khôi phục kênh liên lạc giữa quân đội hai nước. Tình hình xung đột Hamas-Israel tại Trung Đông cũng nằm trong chương trình nghị sự. Trước khi bước vào cuộc họp, Ngoại trưởng Trung Quốc thừa nhận, hai nước có những bất đồng và cần đối thoại sâu sắc, toàn diện để giảm hiểu lầm, ổn định mối quan hệ, đưa nó trở lại quỹ đạo lành mạnh, ổn định và phát triển bền vững. Ông Vương nói rằng hai nước chia sẻ những lợi ích chung quan trọng và cả những thách thức cần chung tay giải quyết. Ngoại trưởng Blinken sau đó cho biết, ông đồng ý với những điều người đồng cấp nói. Sau cuộc gặp với ông Blinken, ông Vương sẽ gặp cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan của Nhà Trắng trong ngày 27 tháng 10. Chuyến thăm Mỹ 3 ngày của Ngoại trưởng Trung Quốc là diễn biến mới nhất trong loạt nỗ lực tiếp xúc ngoại giao giữa hai nước trong lúc họ tìm cách quản lý, ngăn chặn sự khác biệt về nhiều vấn đề như Biển Đông, Đài Loan, thương mại, trở thành xung đột. Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ ngày 26 tháng 10 tố cáo một chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc đã tiếp cận nguy hiểm máy bay ném bom B-52 Mỹ tại Biển Đông trong tuần này. Sự việc xảy ra vào hôm 24 tháng 10 và máy bay Trung Quốc đã bay gần chiếc B-52, chỉ 10 feet, khoảng 3 mét. Bắc Kinh chưa lập tức bình luận về cáo buộc này. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.